Mời quý vị và bà con đến với bản tin thời tiết nông vụ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Thưa quý vị và bà con, theo dự báo, ngày hôm nay thời tiết các địa phương ở Thái Bình phổ biến vẫn là nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh, nền nhiệt cả ngày dao động từ 21 cho đến 30 độ. Với thời tiết nắng hanh như thế này, quý vị lưu ý nên uống nhiều nước và dùng đồ bảo hộ chống nắng để bảo vệ sức khỏe. Chuyển sang thông tin về nông vụ. Thưa quý vị và bà con, do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lớn sau bão, nhiều diện tích trồng quất cảnh trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng thiệt hại lớn. Hiện nay, nông dân các địa phương đang khẩn trương thực hiện các biện pháp chăm sóc diện tích quất còn lại nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường Tết. Theo kinh nghiệm của các hộ trồng quất lâu năm, để có cây quất đẹp bán vào dịp Tết thì bà con nên nhổ bỏ những cây đã chết, vệ sinh môi trường đất, phun thuốc chống thối rễ cách tuần một lần, liên tục kiểm tra cắt bỏ quả sần, buộc dây thép lên dáng cho quất, đồng thời tập trung bón phân để lá xanh tốt, quả to càng tròn. Tập trung chăm sóc để cho ra những cây quất đẹp, có chất lượng, bà con cũng có thể tận dụng diện tích gieo trồng những loại rau màu ngắn ngày dưới những gốc quất đã hỏng để có thêm thu nhập dịp cuối năm. Quay trở lại thời tiết cụ thể tại các khu vực trong tỉnh ngày hôm nay được dự báo như sau. Thành phố Thái Bình, huyện Vũ Thư, huyện Kiến Sương và các huyện phía Bắc tỉnh như Hưng Hà, Quỳnh Phụ và Đông Hưng, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nền nhiệt cả ngày phổ biến từ 21 cho đến 30 độ. Hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải đêm cũng không mưa, ban ngày trời nắng, mức nhiệt cả ngày phổ biến từ 21 cho đến 29 độ. Về thời tiết biển, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải không mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi.